Sản lượng vải thiều năm nay của Bắc Giang dự kiến chỉ còn khoảng 100.000 tấn, tức là chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết, nguyên nhân vải thiều ra hoa ít, chủ yếu do thời tiết. Mùa đông vừa qua nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 1,5 độ C, ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa. Ngoài ra các đợt không khí lạnh ngắn từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 kèm theo mưa nhỏ kéo dài, khiến độ ẩm không khí, độ ẩm đất cao. Đây là những yếu tố khiến cho nhiều diện tích vải có hiện tượng ra lộc hoặc ra hoa kèm lộc, ảnh hưởng đến năng suất.